Hội Liên hiệp thanh niên quận Cá Răng cũng vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết sáng tạo xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện tốt phong trào lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc và các hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ tư đề ra, phát triển hội viên mới vượt gần 8% chỉ tiêu nghị quyết, 100% cơ sở hội đạt vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đại hội đã hiệp thương cử 27 quỹ viên tham gia ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2024-2029 và đề cử đoàn đại biểu giữa đại hội cấp trên anh Trần Minh Tiến tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2024-2029. Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc qua các mặt công tác hội và phong trào thanh niên quận 5 năm qua đã được lãnh đạo các cấp biểu dương khen thưởng.